Bây giờ sư vào một vấn đáp nhé. Thưa sư, khi nào định trở thành chánh định và khi nào niệm trở thành chánh niệm? Con xin cho sư. Định trở thành chánh định khi mà nó làm nền tảng cho chánh niệm. Tức là khi chúng ta tu tập định mà cái mục đích của nó là để làm nền tảng cho việc tu tập chánh niệm thì đó được gọi là chánh định. Còn niệm mà trở thành chánh niệm là khi nào quý vị thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn. Tức là tứ niệm xứ chúng ta thực hành nó như là một công cụ để thấy được tam tướng, để thường xuyên quan sát tam tướng, thì đó chính là chánh niệm.